Ngày 19 tháng 7 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến động viên tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao 20 suất quà của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá trị những suất quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm động viên kịp thời, tri ân sâu sắc của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ toàn quân đối với người có công với cách mạng. Hôm nay được Bộ Quốc phòng tặng quà thì đó là một cái sự quan tâm rất lớn của quân đội nhân dân Việt Nam đối với những đồng chí đã có một sự cống hiến trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng được. Về là chế độ chính sách của Bộ Quốc phòng đối với người có công thì phải là tuyệt vời, là chú đáo. Chính sách đại ngộ có trợ cấp của là chính phủ và nhà nước của quân đội về hỗ trợ thì các gia đình rất là phấn khởi và cũng là ít nhiều giúp đỡ được là rất nhiều cho những cái đối tượng gia đình chính sách, nhất là những người hộ nghèo, những người đang còn sống neo đơn, giống như là những bà mẹ Việt Nam anh hùng về là thân nhân của các liệt sĩ. Quảng Bình là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, mảnh đất này phải gánh chịu nhiều đau thương mất mát hy sinh. Song, nhân dân Quảng Bình luôn một lòng đoàn kết, sát cánh cùng quân và dân cả nước, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần vào ngày toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đất nước hòa bình thống nhất được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội ở địa phương luôn được thực hiện toàn diện, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Toàn tỉnh có gần 150.000 người có công, trong đó có khoảng 23.000 đối tượng chính sách đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thì với tinh thần đó, thì chúng tôi rất là cảm ơn, cảm kích nhân dân của Quảng Bình nói chung, của các huyện nói riêng đã hy sinh phần xương máu của mình cho công cuộc giải phóng đất nước cũng như là xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Và từ đó hàng năm chúng tôi đều cùng với đảng ủy và chính quyền của địa phương các cấp góp phần tri ân tất cả các gia đình có công với đất nước cũng như là các gia đình thương binh liệt sĩ. Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về quân đội và chính sách hậu phương quân đội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Quảng Bình hay giỏi, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.